các bạn một dòng máy để một dòng máy quét để bàn có model là 2002VS của hãng Datalogic, xuất xứ từ Malaysia. Sau đây là mình xin là vui thử máy đây Datalogic nhé. Model là 2002VS. Mình xin khui khui máy ra. Đây là một máy. Khui máy ra. Rồi sau đó là sẽ quét thử xem cái tốc độ quét độ nhạy của máy. Đây máy là được đóng thùng là rất là kỹ càng. Trong quá trình vận chuyển thì có thể yên tâm. Có dây nguồn. Đây là dây cáp kết nối, cáp kết nối rất là dài. Đây là cái hộp phía sau. Đây là adapter. Rồi phần quan trọng nhất, đây là thân máy. Đây. Xin mở ra luôn. Gói rất kỹ. Đây, đây là cái máy Datalogic. Đây, máy được xuất xứ ở Malaysia. Datalogic. Ok. Tiếp theo mình xin cắm vào rồi bắt đầu quét thử để các bạn xem về cái tốc độ quét với lại cái độ nhảy. Nên mình xin cắm. Đầu tiên mình sẽ cắm cáp kết nối. Cắm vào máy tính. Tiếp theo thì mình sẽ cấp nguồn cho máy. Cấp nguồn cho máy. Rồi ok, máy đã hoạt động. Đúng rồi đó. Đây là một số sản phẩm mình đã chuẩn bị sẵn để test cái chất lượng quét của máy, xem máy nó quét có nhầy hay không, với có nhân không. Thì đây là một số bảo vật nó là nhỏ với nằm trong cái đường cong này. Đây, bảo vật nhỏ. Đây. Có màu sắc khác nhau, màu xanh rồi màu đen này. Mình sẽ quét thử nha. Đó, bắt đầu ok nè. Đây là tới chai Davi. Đó, chỉ cần đưa vào bật vào nó quét rồi. Đó, nó sẽ hiển thị lên đây. Máy quét này sử dụng với công nghệ quét là tia laser đa tia. Đây là loại thẳng đứng. Đó, với lại là cái vùng quét là rất là rộng. Đây, với trong các bạn có thể thấy là máy nó có rất nhiều lăng kính. Thành ra là mình có thể để mà hướng. Đây thì mình có thể đổ để ngoài góc không cần thiết nha. Đây là một cái mặt vật này mình để vô này. Đó, mình cứ để trái phải hay là gì cũng được. Chỉ cần vào cái tầm quét của nó là được đây nha. Mình có thể để ngang này. Quét là ok. Đây cái mặt vật rồi đó. Mặt vật này. Mình chỉ cần bỏ vào. Chỉ cần bỏ vào là nó sẽ đọc được. Đó. Không nhất thiết là phải bỏ ngang, bỏ dọc hay gì đó. Máy quét rất là nhanh. Với lại cái tiếng pít để báo hiệu là máy đã quét được. Và cái tiếng pít này, đồ lớn nhỏ của nó mình có thể điều chỉnh. Máy, các bạn nhìn là máy rất là chắc chắn, có độ bền cao. Ở phía trong có cái quạt tản nhiệt để nếu mà quét nhiều quá có thể giảm cái áp suất công suất của máy. Trọng lượng cũng rất là nhẹ. Máy này được ứng dụng rất nhiều trong các siêu thị, với lại trong các tạp hóa hay là nhà thuốc, với yêu cầu là hàng hóa là nhiều, yêu cầu nó xử lý được những hàng hóa là nhiều hàng hóa có thể quét nhanh để tránh mất thời gian tính tiền lâu với lại khách đợi chờ, thì nó có thể đáp ứng được những cái điều kiện đó. Đấy, quét rất là nhanh. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Mọi thông tin chi tiết
thắc mắc cần hỗ trợ thêm hoặc là tư vấn về kỹ thuật thì các bạn có thể liên hệ với công ty Thế Giới Bảo Vật để được giải đáp. Xin cảm ơn.